Dương thú Mỹ Quỳnh Safari Quyện Đức Hòa chào đón cá thể tê giác trắng châu Phi thứ hai chào đời. Điều này cho thấy ở đây động vật được thả tự do và tạo điều kiện sống tốt với hệ sinh thái riêng, góp phần sinh trưởng tốt. Tê giác vừa chào đời tại Mỹ Quỳnh Safari là một chú tê giác đực nặng khoảng 50 kg, thuộc loài tê giác trắng châu Phi, nâng tổng số tê giác trong vườn thú lên 6 con. Loài tê giác trắng châu Phi vừa mới sinh con tại vườn thú có điều kiện sinh sản tương đối dễ trong điều kiện sống tự nhiên. Mỗi tê giác cái trưởng thành có thời gian mang thai từ 16 đến 18 tháng và sinh sản với mật độ 3 đến 4 năm một lứa. Tại các vườn thú, tỷ lệ tê giác sinh con cũng không cao do xác suất ghép đôi và điều kiện môi trường sống không đáp ứng các tập tính sinh hoạt của cả đàn. Tạo cái môi trường tự nhiên để nó thích hợp, thích nghi với cái môi trường sống như ngoài tự nhiên vậy. Và cái khẩu phần ăn nó đạt cái độ dinh dưỡng tốt thì nó sinh trưởng tốt thường thì con mẹ nó sẽ cho con bú bú mẹ nó khoảng chừng tới 3 năm nó mới mới mới, mới tách đàn nhưng mà theo như cái cái con đã sinh trước rồi đó thì nó nó đi với mẹ nó khoảng 4 năm 5, 5 năm nó nó mới bu mẹ ra Dương thú Mỹ Quỳnh Safari Quyền Đức Hòa là dương thú hiếm hoi sau Vinber Safari Phú Quốc có ca sinh con tự nhiên thành công của tê giác trắng châu Phi ngoài loài tê giác trắng dường thú mỹ quỳnh safari còn quy tụ nhiều loài động vật bao gồm một số loài động vật quý hiếm như cọp rùa sư tử đa số đều nhập từ nước ngoài đặc biệt khách tham quan sẽ được tham gia các hoạt động tương tác giao lưu trực tiếp với động vật